ánh sáng, nhưng không ai nói làm cách nào để có thể ra khỏi bóng tối. Vấn đề nhức nhối, họ thích nói về những thứ mà mình không có. Yeah. Khi tầm nhìn đang nằm trong lỗ thông gió, rất nhiều tiền đã được đốt để thuê phòng, và sự thật đang bị sóng khói. Cũng có kẻ đang còn giận hờn vì cuộc đời đối xử với hắn tệ. Người Việt làm đúng không ai khen, khi phạm một lỗi nhỏ thì ai cũng chê. Cũng có kẻ cảm nhận được từng cơn đau thắt khi nhớ về sự kiện lịch sử năm nào. Cũng có kẻ dù chưa từng trải qua mất mát nhưng luôn giữ gần về đồng bào. Hay đứa từng rất thân nhưng bỗng một ngày phát hiện khác biệt về tính. Đứa thiệt đổ thừa do chính em nhưng thực ra là do chính. Không có ai phản đối, chỉ có kẻ không nghe, luôn tự cho mình đúng mình xong từ đó chiều. Sẽ biết được nguồn gốc của vấn đề phân biệt nó đến từ đâu. Không phải lỗi của màu da, càng không phải lỗi của những người da màu. Đó là ảo ảnh được tạo ra bởi những thế lực luôn muốn được cầm đầu, để tụi nó luôn cắn nhau. Vậy thì tao với mày sẽ luôn tập trung có nhiều thời gian hốt hồi làm giàu. Khỏe. Để tụi nó đấu nhau đi, tao với mày tính sao? Kiếm. Ăn một chút kiếm cơm, làm gì làm lên báo, phải để lại một chút tiếng thơm. Mày nói ít ít thôi, để tao làm giá với cái tánh chôm. Không thể nào mà sửa được những thứ khác thì tao phải thay cách cho bài rác. Xây không được thì mình phá, bị phát hiện thì đi nằm nhà đá. Chắc khách đừng người tốt đâu ai dám nói, chỉ buồn rầu mà chấp tay xá. Họ chỉ thích công kích những vấn đề mình không thích. Phải xử phạt thiệt là nặng. Thật kinh. Từ bây giờ có quá nhiều anh hùng mạng, những vấn đề quan trọng cũng được như vậy thì sang làm gì có. Không biết toxic là gì thì cứ lên mạng rồi vô game. Tụi nó sẽ cho mày biết những gì tinh túy, và đặc sản của sẽ đông lào là thôi. Không nên nói trong tâm tối, anh đang rối và đang đói. Không ai có lòng cảm thông, họ chỉ muốn lấy tất cả mọi thứ rồi đóng lại cánh cổng. Tham có tính tội nhưng mà lãnh ra, vì người nhà ở trong kham thật bi hại. Làm người tốt làm gì khi mà đi đường vòng có thể thoát được còng. Là người tốt làm gì khi bị cứa vào lòng như thằng cứa vào chồng. Nói một tiếng là được, anh có tướng là đẹp thì sẽ thành công. Không cần cố nhiều, có thể tốn nhiều, nhưng mà lo được. Chỉ cần chung chi, tình yêu to mượt sâu trong góc khuất. Quyền lợi ngắn hạn, nhưng chừng chục năm nữa thôi tới hạn. Mày sẽ thấy được sự thật, cái sai mày đã không chịu lên tiếng nói ai. There was a time where the light was good, like dopamine, everybody started to feel it's safe to burn the truth. Just buckle up and out of the blue, making the lights sound like the right, living the truth. It's freaking quiet.